Những ngôi sao sinh sau 99 là thế hệ hội tụ nhiều gương mặt cực phẩm nhất, nổi tiếng nhất trong showbiz từ trước tới nay. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã cùng chọn ra những nữ diễn viên thế hệ sau 90 dẫn đầu showbiz về độ nổi tiếng. Dù diễn xuất của những cái tên này đôi khi vẫn còn gây ra nhiều tranh luận, nhưng sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của năm gương mặt này đối với công chúng là điều không thể phủ nhận. Cùng showbiz phim tìm hiểu thêm về danh sách này nhé! Dương Tử. Dương Tử sinh năm 1992, tại Bắc Kinh, vẻ ngoài của cô trông hoạt bát và dễ thương, là kiểu người mà ai gặp cũng đều yêu thích. Năm 2014, Dương Tử tốt nghiệp ngành biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Xuất thân là một ngôi sao nhí, Dương Tử được mọi người biết đến và yêu mến khi còn nhỏ với bộ phim Nhà có con trai con gái. Dương Tử là một trong số ít những diễn viên nữ thuộc thế hệ sau 90 sở hữu phong độ diễn xuất khá ổn định. Mỗi bộ phim do cô đóng chính đều đạt thành tích khá cao, khiến nhà sản xuất lẫn khán giả đều hài lòng. Sự nghiệp của Dương Tử ngày càng thăng hạng khi cô tham gia vào các bộ phim Hoan Lạc Tụng, Chu Tiên Thanh Vân Chí và bùng nổ với Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trầm Vụn Hương Phai, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và gần đây là Trường Tương Tư và Thừa Hoan Ký. Trong số các tiểu hoa sau 90, Dương Tử là người có quốc dân độ cao nhất và cũng là người có nhiều bộ phim bạo nhất. Cô nàng được mệnh danh là top 1 nghệ sĩ nữ sau 90 có khả năng gánh phim. Độ trung thành của fan của Dương Tử rất cao, rất chịu chi và cũng có rất nhiều fan nữ. Chỉ cần là tác phẩm mình diễn, Dương Tử đều có thể đẩy lên hot search, cũng là sao nữ giỏi vượng bạn diễn nam bậc nhất showbiz. Kỹ năng diễn xuất của Dương Tử cũng rất tự nhiên và có cảm giác nhập vai mạnh mẽ. Tuy nhiên, cư dân mạng luôn đặt câu hỏi về kỹ năng diễn xuất của Dương Tử vì tạo hình và tính cách nhân vật một màu trong các bộ phim truyền hình. Bởi, điều gì cũng có hai mặt, một mặt khán giả yêu thích Dương Tử cũng là nhờ vào những nhân vật này, mặt khác khán giả cũng mong được thấy sự đa dạng của cô. Ở phương diện hình tượng cũng như tạo hình, nếu nhiều năm về trước, Dương Tử thường xuyên bị chê bai về ngoại hình và gu thời trang kém sang. Thì hai năm gần đây nhan sắc và gu thời trang của Dương Tử ngày càng thăng hạng, được công chúng ít nhiều khen ngợi. Dù có thế nào đi nữa, Dương Tử vẫn là sao nữ sau 90 nổi tiếng nhất nhì của làng giải trí xứ Trung hiện nay. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng sinh năm 1992, ở Tân Cương. Ngoại hình của cô đúng chuẩn idol cộng với khí chất nữ thần, cho nên mỗi lần Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên thảm đỏ thì đều nhanh chóng leo top trên hot search của Weibo. Nhiều cư dân mạng nhận xét, không còn nghi ngờ gì nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra chính là để ăn cơm trong làng giải trí. Năm 2015, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn ra mắt ấn tượng trong bộ phim truyền hình Người Tình Kim Cương và được nhiều người yêu thích nhờ vai diễn Cao Văn trong phim. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba càng quét khắp các diễn đàn phim ảnh hoa ngữ với vai phụ Bạch Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cũng từ đây, Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành một trong những nữ ngôi sao lưu lượng hàng đầu của showbiz. Cô cũng được tin tưởng giao cho nhiều vai nữ chính trong các dự án lớn như Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư, Lệ Cơ Truyện, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Ngự Giao Ký, An Lạc Truyện. Tính đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia khoảng 30 tác phẩm, nhưng do diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế, mà Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không ít lần bị chê là bình hoa di động, không biết diễn xuất. Xét về nhan sắc hay giá trị thương mại, chắc chắn Địch Lệ Nhiệt Ba đứng top đầu dàn tiểu hoa sau 90. Không những vượt qua những đàn chị kỳ cựu trong nghề như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nhân Tân Cương cũng đánh bại hoàn toàn những gương mặt trẻ, mới nổi của hoa ngữ. Điều đặc biệt ở Nhiệt Ba là khả năng tạo đề tài rất tốt. Cho dù không có tác phẩm nổi bật, nữ diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện trên hot search vì nhiều lý do khác nhau. Bên cạnh đó, bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba đã có sẵn ưu thế vóc dáng về phong cách thời trang. Cô luôn dễ dàng tạo nên ấn tượng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhiệt Ba biết cách biến hóa đa dạng phong cách, khiến hình ảnh của mình không bị nhàm chán. Vì vậy, cô duy trì được sức hút trên mạng xã hội khi mà phong cách dự sự kiện của mình thường xuyên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Đây cũng là lý do Địch Lệ Nhiệt Ba được các nhãn hàng ưu ái lựa chọn làm gương mặt đại diện. Dù không quá xuất sắc khi tham gia diễn xuất, nhưng cô lại khá có duyên với các chương trình giải trí hoặc chương trình thực tế nhờ tính cách thú vị và sự thông minh, khéo léo của mình. Nhiều chương trình thực tế mà Địch Lệ Nhiệt Ba từng tham gia đều tạo ra hiệu ứng phát sóng bùng nổ như Keep Running mùa 5, Hoa Tỷ Đệ mùa 5 hay gần đây là Show Phá Án Bắt Đầu Suy Luận Nào mùa 2. Có thể thấy, từ năm 2017 đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn liên tục hút thêm fan mới, duy trì mức độ thảo luận cao ở mọi nền tảng mạng xã hội. Mọi cập nhật, động thái của nữ diễn viên đều được săn đón và thảo luận. Với lượng truy cập tương tác, độ phủ sóng và công việc hiện tại của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến nhiều nữ diễn viên khác phải ghen tị. Bạch Lộc. Bạch Lộc sinh năm 1994, cô được lòng người xem qua các vai nữ cường, mạnh mẽ thậm chí là giả trai.
Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô nàng Bạch Lộc còn ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, khả năng biến hóa nhanh nhạy trong từng vai diễn. Khán giả nhớ đến nữ diễn viên 1994 thông qua vai diễn độc đáo trong Phượng Tù Hoàng. Cũng từ đó, sự nghiệp của Bạch Lộc ngày càng đi lên, bùng nổ về cả về danh tiếng lẫn diễn xuất. Sau đó, nhờ vào vai ấn tượng của mình, cô liên tục có được các vai chính trong Chiêu Giao, Học viện Quân sự Liệt Hỏa, Cửu Lưu Bá Chủ, Nửa là Đường Mật Nửa là Đau Thương. Năm 2021, Bạch Lộc được đông đảo khán giả chú ý và quan tâm nhờ bước đột phá từ vai diễn Thôi Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố. Không chỉ ghi dấu diễn xuất mà hiệu ứng cặp đôi giữa cô và Nhậm Gia Luân cũng vô cùng tốt. Sự kết hợp ăn ý đó đã khiến hai người trở thành cặp đôi lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Đây là bước đệm quan trọng giúp Bạch Lộc tỏa sáng và có được vai diễn để đời trong sự nghiệp. Có thể nói đây là giai đoạn vàng son của Bạch Lộc khi cô liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 2023 là một năm thành công đối với Bạch Lộc khi cô có đến 3 bộ phim được khán giả đón nhận nhiệt tình và thu về lượng người xem ấn tượng trên các nền tảng. Có thể kể đến như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh. Sau đó, Bạch Lộc tiếp tục tham gia vào các bộ phim Bắc Thượng, Bạch Nguyệt Phản Tinh, Lâm Giang Tình. So với các diễn viên cùng tuổi, Bạch Lộc thành danh khá muộn, mãi đến khi tham bộ phim Châu Sinh Như Cố vào năm 27 tuổi, cô mới được đông đảo khán giả công nhận. Nhưng kể từ đó, sự nghiệp của Bạch Lộc cũng lên nhanh như diều gặp gió, liên tục có nhiều phim thành công, lượng người hâm mộ cũng tăng lên nhanh chóng và có nhiều thương hiệu tìm đến hợp tác. Điểm thu hút của Bạch Lộc là không có gánh nặng thần tượng, xây dựng được hình ảnh cô gái hài hước in sâu trong lòng khán giả. Tuy nhiên, điều này lại vô tình trở thành hạn chế khi đóng phim, khiến Bạch Lộc khó lòng vào đa dạng thể loại vai diễn. Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y cũng sinh năm 1994. Ban đầu, cô gái đến từ Tứ Xuyên này nổi lên với tư cách là một ca sĩ idol đến từ nhóm nhạc SNH48. Nhờ sự tung hứng của giới truyền thông thông qua biệt danh Mỹ Nhân 4.000 năm có một mà Cúc Tịnh Y bắt đầu trở nên bạo hồng. Sau đó, cô nàng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Những năm gần đây, Cúc Tịnh Y dường như xuất hiện trước công chúng với tư cách là một nữ diễn viên nhiều hơn là một nữ ca sĩ. Cúc Tịnh Y có lợi thế lớn về nhan sắc và nhân khí nên rất được các nhà làm phim săn đón. Nữ diễn viên tạo dựng được tên tuổi của mình qua các bộ phim như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi. Thế nhưng phần thể hiện của cô trong các tác phẩm được khán giả nhận xét là khá đơ và chưa linh hoạt, cần cải thiện nhiều hơn. Cúc Tịnh Y lắng nghe khán giả và hiện tại dù chưa thực sự xuất sắc nhưng cũng có phần tiến bộ hơn qua các tác phẩm Mộ Nam Chi, Hoa Nhung, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Năm 2024, Cúc Tịnh Y có 2 bộ phim được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi. Nếu phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 nổi tiếng vì tai tiếng với những lùm xùm tranh giành phiên vị giữa Cúc Tịnh Nghi và Trần Chiết Viễn, thì bộ phim Hoa Gian Lệnh lại may mắn nổi tiếng vì nội dung hấp dẫn và được khán giả đón nhận, nhiệt độ và lượng người xem của Hoa Gian Lệnh đều tương đối tốt, giúp ích lớn cho danh tiếng của Cúc Tịnh Y. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đang có dự án phim cổ trang Thiên Hương đóng cùng Tống Uy Long. Gần đây, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, sự nghiệp và hình ảnh của Cúc Tịnh Y ngày càng thăng tiến. Tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên trong gần 10 năm sự nghiệp, Cúc Tịnh Y đã được xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí uy tín, rất nhanh sau đó. Cuốn tạp chí này đã giúp Cúc Tịnh Y trở thành sao nữ có doanh thu tạp chí cao nhất Cbiz với thành tích hơn 11 triệu nhân dân tệ sau 24 giờ mở bán. Có thể nói mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y là người chuyển hình thành công nhất trong số các idol nữ tại Trung Quốc. Chỉ cần có tác phẩm mới, bất kể diễn xuất của cô tốt hay tệ, thì Cúc Tịnh Y vẫn sẽ tạo ra đề tài thảo luận sôi nổi cho phim. Tuy đã 30 tuổi nhưng nhan sắc Cúc Tịnh Y gần như không thay đổi quá nhiều, vẫn có thể đóng thể loại phim cổ trang ngôn tình mà không cần chuyển hình. Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư ra mắt khán giả vào khoảng năm 2016 trong một chương trình tuyển chọn tài năng của Đài Hồ Nam. Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn nhờ vai diễn Lạc Phi Phi trong phim Ôi Hoàng đế Bệ Hạ Của Ta và Trần Thiên Thiên trong phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Năm 2022, khi Tinh Hán Sán Lạn được phát sóng và gặt hái nhiều thành công, đã giúp Triệu Lộ Tư tiếp tục giữ vững danh hiệu nữ hoàng web drama của cô. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư cũng có những tác phẩm bị chê thảm hại cả về nội dung lẫn diễn xuất, chẳng hạn như Thả Thí Thiên Hạ hay phim Hậu Lãng. Mùa hè 2023, Triệu Lộ Tư có 2 bộ phim ăn khác được phát sóng là Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Trần Chiết Viễn và bộ phim Thần Ẩn đóng cùng Vương An Vũ, giúp Triệu Lộ Tư tăng thêm danh tiếng và lưu lượng của mình. Sắp tới đây, bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính cũng sẽ được lên sóng. Trong lứa tiểu hoa sau 95, Triệu Lộ Tư đang có trong tay nhiều tác phẩm hot nhất. Từ khi mới bước chân vào nghề, cô đã được ưu ái đóng nữ chính trong nhiều phim có đề tài hút khán giả như Xuyên Không, Nữ Chính Trao Đổi Thân Phận, phim ngôn tình chuyển thể.
Những tác phẩm mà Triệu Lộ Tư đóng nữ chính sau đó như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Sán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu đều nhận được thành công lớn từ độ phủ sóng, số liệu tích cực cũng như độ hút fan. Có thể thấy, việc đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong các dự án tham dự đã giúp Triệu Lộ Tư tích lũy được loạt tác phẩm hot, thành công trở thành tiểu hoa lưu lượng chỉ sau 6 năm theo đuổi nghiệp diễn. Thế nhưng, chăm chỉ đóng phim không phải con đường duy nhất để Triệu Lộ Tư đạt được độ nổi tiếng như hiện tại. Những tai tiếng, thị phi gắn liền với cô cũng khiến cái tên Triệu Lộ Tư chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt công chúng. Trên mạng xã hội Weibo thường xuyên xuất hiện những bài viết về mọi thứ liên quan đến Triệu Lộ Tư khiến dân tình không thể ngừng bàn tán về cô. Dù vô tình hay cố ý, những sự việc như vậy cũng mang tới cho Triệu Lộ Tư độ thảo luận cao, điều rất cần thiết cho một ngôi sao lưu lượng tại showbiz hiện tại. Ai là diễn viên nữ mà bạn yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại trong số những nữ diễn viên mà mình đã nhắc đến trong video này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!